Nghe gì không chị Trang? Hả? Nghe gì không? Nghe không? Không nghe. Không nghe. Không nghe hả? Không nghe thì đổi tai nghe đi, chỉ nghe câu tôi hỏi đi. Bánh phồng gạo lứt. Bánh phồng gà nướng. Bánh phồng cá nướng. Cái canh gì vậy? Trứng. Sốt canh vỏ trứng. Chuối chiên phô mai. Ờ ok ok đúng rồi đó. Hột bánh tráng. Mì sô cô la. Chuối chiên mà. Nè chuối chiên. Bột bánh tráng. Bột bánh tráng. Si gu la. Dâu gu la hả? Mì tàu. Trái dầu. Ơ à, trái. Cái gì? Chai dầu. Ừ đúng rồi. Chai dầu. Đúng rồi. Si dầu. Cái gì? Si dầu. Dưa. Si dầu là nước tương á. Không nghe. Tôi đi lang thang. Đi lang thang. Tôi thấy hoang mang, tôi ăn lá vàng. Ăn cái gì á? Tôi đi lang thang. Bỏ qua tôi đi. Hoang mang. Bỏ qua đi. Ừ, bỏ qua đi, bỏ qua đi. Khoan khoan. Chiều đi chợ hạnh thông tây mua măng tây. Hả? Chiều đi chợ hạnh thông tây mua măng tây. Thần Linh ơi cứu con. Ê sao không sao chứ? Còn một phút. Một phút sao nấu ăn?